Đây là tuyến đường có lẽ là được trang trí rất là đẹp ở Quảng Ngãi. Đây là trục trục huyện Tư Nghĩa. Đây là Nghĩa Thương, xã Nghĩa Thương đây mọi người, rất là đẹp luôn, trang hoàng bằng những chiếc lồng rực rỡ một sắc màu Tết. Ở những cái vùng khác thì có những con rồng trang trí rất là rực rỡ, rất là đẹp trong ngày xuân. Thì ở khu vực Nghĩa Thương này thì bà con nhân dân cũng như địa phương người trang trí những cái chiếc lồng đèn Tết như thế này, cả một cái màu đỏ rực luôn. Hôm nay là 24 tháng Chạp, bà con ở đây cũng tưng bừng để mà đón xuân.